Tổng thống Biden nói với công nhân thép Pennsylvania rằng ông sẽ bảo vệ công ăn việc làm của họ khỏi sự đe dọa từ nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Giá của họ thấp một cách không công bằng vì các công ty thép của Trung Quốc không cần phải lo lắng về việc kiếm lợi nhuận, vì chính phủ Trung Quốc đã trợ cấp cho họ quá nhiều. Họ không cạnh tranh, họ gian lận, và chúng ta đã chứng kiến nước Mỹ phải chịu thiệt hại. Biden hứa sẽ đứng lên chống lại sự cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc, tố cáo Bắc Kinh bài ngoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiểm nói rằng những cáo buộc bài ngoại là đạo đức giả đến từ một quốc gia mà ông cho rằng nên dỡ bỏ các biện pháp bảo hộ chống lại Trung Quốc. Trung Quốc đã nắm được thông tin về những diễn biến này, và chúng tôi muốn hỏi là bạn đang nói về Trung Quốc hay chính Hoa Kỳ? Động thái chống lại ngành thép Trung Quốc của Biden sẽ cộng thêm vào mức thuế do người tiền nhiệm của ông Donald Trump áp đặt, vốn lên tới 25% đối với một số loại thép của Trung Quốc. Ban vận động tranh cử của ông Trump cho biết trong một tuyên bố với VOA rằng, xin trích, ban tranh cử của Biden đang công kích các mức thuế quan có hiệu quả của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc, trong khi Tòa Bạch Ốc của Biden đang lên kế hoạch thực hiện các mức thuế tương tự. Hết trích, ban tranh cử của ông Trump nói thêm, xin trích, đội ngũ của Biden hoặc được điều hành bởi những kẻ đạo đức giả hoặc những người không biết họ đang làm gì. Hết trích, Rachel Giamba thuộc Trung tâm New American Security nói một điểm khác biệt cho cách tiếp cận của các ứng cử viên là Trump đã sử dụng thuế quan rộng rãi hơn để tác động đến các thỏa thuận thương mại mới. Họ sử dụng thuế quan một phần như đòn bẩy để thiết lập lại quan hệ thương mại. Hiện chính quyền Biden đang sử dụng thuế quan, họ đang cố gắng nhắm mục tiêu vào chúng, nhưng họ cũng đang sử dụng chính sách công nghiệp và các biện pháp khuyến khích khác để cố gắng khuyến khích sản xuất của Hoa Kỳ, khuyến khích các công ty nước ngoài và Mỹ đầu tư vào Hoa Kỳ. Giới công nhân thép Pennsylvania nắm giữ những phiếu bầu quan trọng ở một bang có thể giúp xoay chuyển cuộc bầu cử này cho một trong hai ứng cử viên. Ban vận động tranh cử của Biden thu đoạn video quảng cáo này với sự tham gia của công nhân thép Pennsylvania Jojo Burgess. Hiện tại chúng ta đang có vị tổng thống Mỹ thân với tầng lớp công nhân nhất trong lịch sử của đất nước này. Donald Trump chỉ quan tâm đến một người và một người duy nhất, và đó là Donald Trump. Trump đã vận động để giành được phiếu bầu của công đoàn trong cuộc đình công của ngành ô tô hồi năm ngoái bằng cách nói với công nhân rằng các quy định của chính quyền Biden sẽ là một đòn giáng vào công ăn việc làm của họ. Ngành công nghiệp ô tô đang bị tiêu diệt và những gì bạn nhận được cũng không có gì khác biệt. Tôi không quan tâm bạn nhận được gì trong 2 tuần, 3 tuần hay 5 tuần tới. Họ sắp đóng cửa và sẽ sản xuất những chiếc ô tô đó ở Trung Quốc cũng như những nơi khác. Cuộc thăm dò của NBC News đầu năm nay cho thấy các cử tri thuộc công đoàn ủng hộ Biden nhiều hơn Trump, nhưng với tỷ lệ nhỏ hơn so với cuộc tranh cử năm 2020. There's nothing beyond our capacity. Nothing. Thank you.